Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nói trong một phiên giải trình trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam hôm 8 tháng 5 rằng Bộ của ông sẽ ban hành một nghị định mới về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trước cuối năm 2023 với thay đổi rất quan trọng, nhiều báo Việt Nam tường thuật. Đó là sẽ có điều khoản cụ thể yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh. Thứ trưởng Lâm cho biết, được báo chí trích dẫn lại, việc này áp dụng cho cả mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok vẫn theo lời ông Lâm. Với các tài khoản mạng xã hội không định danh sẽ bị đấu tranh ngăn chặn xử lý với các mức độ khác nhau, ông Lâm cảnh báo. Những phát biểu của ông Lâm là để trả lời cho câu hỏi từ Ủy ban Tư pháp về các giải pháp cho việc có những đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ của mạng xã hội để thực hiện hoạt động phạm tội. Ông Dương Quốc Chính, một nhà bình luận có hơn 70.000 người theo dõi trên Facebook cho rằng động thái của bộ 4 thi tốt cho xã hội về tổng quan vì người ta sẽ phát ngôn có trách nhiệm hơn.